Này các bác thân mến, hôm nay thì mình xin giới thiệu là đây là những chú đà điểu sẽ chuyển lên Bắc Giang. Đấy, 4 chú. Để giới thiệu với các bác là bên mình thì rất là gần cái trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương. Một trong những cái điều mà mình muốn giới thiệu là mình có cung cấp cái con giống. Những con giống này là con giống nguyên bản này ở trung tâm và đã được chuyển giao, chuyển đi cho các bác để các bác chăn nuôi. Thì quy trình chuyển như sau, thì với những cái kích thước của những cái thùng xốp như thế này là nó sẽ được khoét những cái lỗ như thế này để cho nó tạo ô thoáng, và trên cái nền của cái xốp này là phải là bằng xốp để nó bảo vệ những cái móng chân. Và trước khi chuyển thì đã kiểm tra những chú đà điểu này là chân không khèo, móng thẳng đấy, và đã có những cái quy trình xử lý để đảm bảo cho các bác anh em mua con giống để chăn nuôi hiệu quả đó. Thì những chú đà điểu này là những chú nó đã độc lập rồi. Đây thì các bác mua cắm gà con, một loại từ 1 đến 15 ngày tuổi, và các bạn cho nó uống nước. Đấy, cần thiết thì các bạn hòa thêm bê công lách vào. Đấy, đây là những chú đà điểu khá thân thiện. Đó. Khi các bạn bắt, các bạn cầm bụng lưng lên như thế này và các bạn kiểm tra chân. Đó. Kiểm tra chân. Đấy. Cái loại này là nó rất là quan trọng với chân. Đấy. Các bạn bắt không nên không kiểm tra, không được để chân khèo và ngón chân bị lệch. Đấy. Và riêng về cái ưu thế là các bạn thấy là đây, những cái nơi mà chúng ta quan tâm là những nơi cung cấp rất là uy tín. Đấy, mình có ghi rõ là thị trấn Thăng Hiệp Hòa Bắc Giang và yêu cầu khách hàng đọc kỹ hướng dẫn thì và để lại cái số điện thoại, mã số thuế, địa chỉ và những cái thông tin số tài khoản Zalo, Facebook đó. Thì với cái thông tin đầy đủ như thế này thì các bạn mua những chú đà điểu như thế này là các bác hết sức là yên tâm. Nếu như một cái thùng này mà chuyển thì có thể chuyển được 5 con, 6 con đó. Có thể là nếu mà các bạn lấy thêm thì chúng ta sẽ chuyển được 2 thùng. Thì những chú đà điểu này nó đã đảm bảo và chuyển giao để cho các bác ở các vùng khác chăn nuôi. Thì ở đây thì có 2 trang, mỗi một đơn hàng của bên mình thì sẽ có 2 trang. Đấy. Và phần 1 là cái lưu ý thứ nhất, phần 2 là lưu ý thứ hai. Lưu ý cho đôi chân, lưu ý cho đường ruột. Và những cái mặt bên này là phần 3 là giữ nhiệt độ. Phần 4 là một số những cái bệnh đi ỉa, bệnh liệt. Đấy thì mỗi một đơn hàng thì mình sẽ ghi rõ là người văn phòng là 0942089769 là văn phòng ở Hà Nội. Còn số để các bạn đặt hàng là 0163530982. Đây là 0163530982 và 0989177982. Số nữa là 0167589747. Có dùng Zalo, Facebook đó. Và có số tài khoản, có địa chỉ. Địa chỉ là thuộc cổng trại đà điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và đây là khách hàng là 0123999281149 tại Hiệp Hòa Bắc Giang. Đó thì những chú đà điểu này sáng nay là hôm nay là ngày 24 tháng 5 dương lịch. Đó. Thì mình cũng đã kiểm tra rất là cẩn thận cho anh này, bởi vì anh này anh đã chuyển khoản trước cho bên mình rồi. Đó. Và đã bên mình cũng cung cấp hàng năm ra những chú đà điểu rất là thân thiện như này để cho các bác
và giới thiệu với các bác là bản thân mình đã chuyển vào Công Tro Gia Lai và Cờ Băng Gia Lai, rồi các khu vực miền miền Trung và khu vực miền Nam. Nếu như các bạn lấy nhiều thì các bạn nên chủ động đánh xe ra các bạn lấy, hoặc các bạn đặt trước. Còn nếu như các bạn lấy một vài con, chục con, 15 con thì chúng tôi có thể chuyển qua hệ thống nhà xe. Những chú đà điểu này chúng có thể nhịn ăn nhịn uống trong vòng 2 ngày không vấn đề gì cả, bởi vì chúng là cái sức đề kháng và chịu nóng rất tốt. Và giới thiệu các bạn là mỗi một con đà điểu này nó sẽ có một cái mã số. Đấy, đây là một cái mã số được quản lý từ lúc còn ấp nó. Thì các bạn về các bạn có thể cắt bỏ cái nhựa ra. Đó. Đấy, thì là như vậy là chúng ta sẽ có được những chú đà điểu chúng ta nuôi. Và về lưu ý là một số lưu ý các bạn phải đọc kỹ hướng dẫn mà tôi đã gửi theo. Đấy. Về cơ bản thì chúng ta phòng hơn chữa, và chúng ta lưu ý chúng ta sẽ để ý nó, giải lên cát rồi thắp bóng điện thật tốt. Và tôi cũng sẽ nói sơ sơ và xin giới thiệu là đây là một đơn vị là cung cấp cái con giống chính thống. Đó. Thì các bạn có thể thấy là những chú đà điểu con như thế này rất là ok. Đó. Hiện bây giờ là đây là con của chúng và mẹ của chúng là ở bên đây. Mình sẽ chĩa camera và cứ quay ở đây thôi. Mình sẽ chĩa camera sang ngay cái khu vực để chúng ta biết là con mẹ của chúng như thế nào. Đó. Hiện giờ là tôi sẽ cho qua cái khu vực xây bừa bao để các bác theo dõi cái hình hài con mẹ của chúng. Đó, đây là những con mẹ được cách ly và được nuôi. Đó, mình có thể zoom lại một chút để cho các bác xem. Đó, đây hiện đây là những con bố con mẹ. Hiện bây giờ mình zoom nó khoảng tầm 30m cách mình, và các bạn có thể thấy là cả một cái khu vực này là trồng cây để cho nó mát, và xa xa là những cái ô chuồng. Nếu như ước tính chỗ này nó rơi hàng nghìn con các bạn nhé. Đó, hàng nghìn con luôn. Đó, nó đang rượt đuổi nhau. Đó đấy, nó đang rượt đuổi nhau kia nha các bác nhé. Đó, hàng nghìn con luôn. Rất tiếc là nó vướng một chút cây, nhưng mà các bạn có thể hình dung ra là tại vì sao bên mình cung cấp con đà điểu rất là ok cho các bạn. Bởi vì đây là khu vực chăn nuôi thuộc về nhà nước, viện chăn nuôi quản lý. Đấy, nó đạt đảm bảo trứng từ trong phôi, chính vì vậy con không bị hao hụt. Và tất cả những cái điều kiện khác các bạn mua là các bạn yên tâm, bởi vì bên mình là đơn vị bán con giống qua mạng rất là uy tín, rất là lâu rồi. Đó. Đó. Cuối video không biết nói gì hơn, các bạn có thể nhấc điện thoại lên gọi là 0163530982 hoặc 0989177982 hoặc 0167589 7487. Thì quý vị có thể được tư vấn cụ thể hơn. Đấy. Và những chú đà điểu con giống này nó sẽ dao động từ 1 triệu đến gần 2 triệu. Đấy. Mà 2 triệu hơn 2 triệu tùy vào cái chất lượng của nó, ngày tuổi của nó và cái vị trí xa gần của các bạn để chúng tôi tính thêm cái cước vận chuyển. Đó. Thì cuối video là chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Chúc các bạn bà con các bác chăn nuôi có được đạt được cái thành tích chăn nuôi, đặc biệt là con đà điểu.